con yêu quá kia lại á, con gì nè, con cầm đây vậy nè, sinh nhật con cầm vậy nè, con đấm đúng một phát cho ba kia nha. Lấy cái cục đá. Ok luôn. Rồi 1 2 3. Ê da. Bé 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 coi Tiễn ơi, qua đây nào. Ờ đúng rồi, cứ là ờ nghe mệt mỏi với cục lên này quá. Bây giờ mình phải tới massage bụng mới được. Ok, bây giờ massage bụng cho bé Tiễn nha. Bây giờ Nobita nè, để nãy cái chân lên đó em ơi. Ủa lên được. Rồi cho chú bị ăn đòn đi. Rồi ăn chơi có sáu con thịt đi con. Nhưng mà bây giờ con nói cho cô một câu này được không? Ôi ở dưới lạnh lắm ba. Hả? Ba kia. Nhưng mà bây giờ thôi đừng có cá sấu nữa, cho xuống nhảy đi. Nhưng mà nó ba lên nữa. Cẩn thận đó nha mọi người. Cẩn thận đó nha mọi người. Hồi nãy á con thấy cái lava nó đó là lava là gì? Ví dụ như là cho em xin cái máy phiên dịch được. Em chưa kịp hiểu, em bánh chưa kịp hiểu. Phiên dịch. Ăn vô đi bạn, rồi nói cho gì cho mình hiểu chứ. Có lẽ là đây là ngày đầu mình gặp ấy, nên là đúng có rồi. Khi có những cái mà mình chưa được hiểu nhau, chưa được hiểu nhau với bé. Nhưng mà ví dụ ngày thứ hai đi, khi mà mình đã hiểu nhau rồi, có những cái cách mà là kiềm bé lại được rồi ấy, chơi được với bé, tâm sự với bé nhiều hơn thì anh nghĩ là gia đình mình ôm nhau. Bây giờ cậu ôm quá, mê lắm rồi. Chú được ôm không? Bắt về nuôi. Hay là chicken, hay là chicken về nhà cô nuôi luôn. Gia đình mình ôm nha, ok. Thôi hỏi quay nữa, ôm nhau đến chiều. Doraemon, bạn làm cái thế siêu nhân cho mình coi coi. Siêu nhân làm sao? Dạ con. Không. Nhưng mà con phải nhìn Doraemon làm trước rồi con làm lại. Đó, con làm giống vậy đi cho cô. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, con làm đi. Cậu xin ra, cậu xin ra. Đây. Rồi, con quỳ xuống, con quỳ xuống. Con quỳ xuống vậy nè, đó, con quỳ xuống giống vậy đó. Quỳ một chân, đúng rồi. Đúng rồi, hạ luôn. Rồi. Chân này thẳng lên. Rồi, rồi như thế. Con hạ không được. Sao vậy? Nó bị cái... À, nó bị vướng cái này nè. Cho ta đứng đi, cho ta đứng đi. Ok, đứng nè. Đúng rồi, giỏi quá. Là con để một tay nha, một tay chống nạnh vậy nè. Rồi. Rồi, con để vậy nha. Rồi. Con tạ té. Nắm tay, không té đâu, không té được. Con để đó đi. Đây con để cho lên đây. Rồi, con nhìn vô máy này. 1 2 3. 2 3. Nhìn đó. Giơ tay lên. Đúng rồi. Yes. Làm thế siêu nhân khác. Giơ lên, gồng lên vậy nè. Rồi, nhìn vô máy nè. Nhìn máy nè. Gừ lên. À. Giỏi quá. Ok. Ok, thay đồ. Yeah. Nhìn nè, con yêu quá kia lại á, con gì nè, con cầm đây vậy nè, siêu nhân con cầm vậy nè, con đấm đúng một phát cho ba kia lấy nha. Cái cục đá. Ok luôn. Rồi 1 2 3. Ê da. Da. Dê. Quay qua cô nè, quay qua cô dê nè. Dê lên 2 3. Dê. Thắng luôn. Ôm cô. Ôm cô luôn. Dạ yeah. Yeah, quay ra ôm cô nè, ôm cô yeah, hai ba. Ôm được, nhau đi mì ôm nhau. Rồi ôm vô. Rồi xong, gia đình mình ôm nhau luôn. Mình quay TikTok thì mình có kịch bản sẵn. Trường hợp này là mình cũng có kịch bản đó chứ. Nhưng mà bé đã phá kịch bản nó đá một phát văng ra ngoài luôn. Thôi, bây giờ con lên vai chú không? Con lên vai chú. Chú cũng chưa lượng sức mình nữa để chú. Đây con đi nhé. Chú ơi, một chắc chứ. Hai đi. Siêu nhân nào, cầm tay siêu nhân bay nhá. Được bay. Bay đi máy bay hết xăng rồi. 1 2. Con giả bộ vậy nè con. Xong con giơ tay dài ra cho cô nha, ok không? Đây, con giơ tay lên này. Đó, đúng rồi, con giơ tay lên. Rồi, ngồi yên nha, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3.
Rồi cho em dĩa gà vô đi. Rồi để đi ngon, để yên, để yên, để yên cầm luôn. Kiên ơi, Kiên, con tôi nhìn hết. Kiên, con nhìn đây là con wow một cái thì con ăn nè. 1, 2, 3. Wow. Ngon quá. Kiên thích ăn gà kén. Ngon. Con thích ăn gà kén hả? Dạ. Gia đình ăn nha. Ok, gia đình mình ăn nha. Có năng lượng chưa? Có sức khỏe chưa? Được, căng năng lượng. Đây là màu xám thì bé nhìn. Đây là màu xám thì bé nhìn. Con kêu ừ. Đây. Tiếp theo nữa đây là. Không phải giải thích. Con có biết không? Là trái đu đủ nè bé. Trái đu đủ nè con. Kêu ừ. Tiếp theo chúng ta có trái ổi. Trái ổi màu xanh. Hiểu chưa? Hiểu. Tiếp theo chúng ta có đây màu cam. Đây là màu cam nha con. Vợ thấy là khởi động xương xương ngoài được rồi đó. Ok, bây giờ mình hãy cởi quần ra cho con. Để vợ làm cho. Ok, vợ làm đi. Cởi quần ra cho bé nha. Con ngoan nha. Ok, ok đây rồi. Nhất bây giờ ba với mẹ sẽ cởi quần ra cho con nè. Đó. Ok. Body quá. Ok. Rồi, xong. Bây giờ hai chồng mình sẽ mỗi người một chân nha. Ừ, ok. Thay ra. Ồ, đây. Đây, bé. Này, con nằm yên nè. Thôi. Giờ massage cho con nha. Đó. Đầu tiên là... Xoa. Xoa từ cái đầu. Xoa từ cái đầu gối ra. Xoa đây nè. Đúng rồi. Xong rồi. Phê phê không? Phê. Hay khó chịu quá. Làm sao từ từ đây, từ sắp xong rồi con. Ngọt, ngọt. Sao vậy? Con. Không, bây giờ vậy nè. Bây giờ chồng sẽ massage cho bé. Cho con mình. Còn vợ chơi con đi. Vợ nói gì đó đi. Bé. Thôi, Tiễn ơi. Qua đây nằm. Đúng rồi. Cứ là. Nghe mệt mỏi với cuộc đời này quá. Rồi. Bây giờ mình phải tới massage bụng mới được. Ok, bây giờ massage bụng cho bé Tiễn nha. Đây. Đổi đầu cho con. Rồi, ok, xong. Trời ơi. Chắc chi quá. Còn ai đây? Rồi, tới bài massage bụng. Massage bụng nha. Cho dễ tiêu hóa. Đúng rồi. Bây giờ ba massage mẹ. Ba massage mẹ. Massage bụng. Ba massage con. Massage con. Ba massage bụng cho con. Ba massage bụng con để cho con đi tiêu hóa cho nó khỏe. Nó tốt nha. Kiểu bây giờ đang nằm giống như là một hoàng thượng vậy á. Chúng thần sẽ chăm sóc cho ngài thật là chu đáo. Đó, cái bụng của ngài đây. Bây giờ thiệt sự là ba không có nhớ đâu, nhưng mà bây giờ ba chỉ làm theo cảm giác thôi nha. Hạnh phúc không? Thấy không? Rồi sao bây giờ tới cái lưng. Tới cái lưng nha, bây giờ quay lưng lại cho con nha. Để ba ẩm lưng lại cho nó. Để đầu. Cứ đỡ, hồi nãy là có thấy sao ta, nguy hiểm quá à. Có phải nhờ. Chứ giúp em lực bé lại giùm em ạ. Chờ em qua đi em lực cho. Rồi để chị làm không đi.